tất cả các khổ đau đâu phải tự nhiên hay ngẫu nhiên mà có, hay do Thượng Đế đã an bài. Nguyên nhân của nó là do con người chất chứa, huân tập những tham ái, ngã chấp, rồi phát sinh phiền não, tham, sân, si. Tất cả những thứ ấy gọi là vô minh.